Qsmart hân hạnh đồng hành cùng NH Media. Sửa chữa thiết bị di động, hãy đến với Qsmart. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Lại là mình đây, Súp Heo đây. Ở đây mình đang có một cái loa Bluetooth. Trông nó khá giống một cái bình nước đúng không? Đây là một loa di động khá thú vị với mức giá loanh quanh 1 triệu đồng. Hơn kém tí tùy khả năng quan hệ của các bạn mua được ở đâu. Thì link Lazada mình để dưới phần mô tả video nếu anh em muốn tham khảo mua cái sản phẩm này. Đây là chiếc loa John Smart Element T6 Wireless Speaker. Thực sự thì trông nó khá là giống một số cái mẫu loa khác nếu các bạn nhìn ngang như thế này, đến từ JBL chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà nhìn trên thì nó sẽ có một thiết kế khá đặc dị và cực kỳ độc đáo, mình chưa thấy trên một loa di động nào khác. Đó là một cái núm xoay để điều chỉnh âm lượng, rất là thú vị đúng không nào? Trước khi nói về các cái thông số cũng như là cái trải nghiệm ngay như thế nào, chúng ta cùng nhau mở hộp. Các bạn sẽ có một loa ở bên trong, đương nhiên là không có loa thành mạng lừa đảo à. Chúng ta có một cọng cáp micro USB, một cọng cáp nối tai nghe 3.5mm và sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp mình đi, các bạn đừng vứt cái sách đi vội. Nó không chỉ là bí kíp luyện công đâu, mà cái sách này sẽ có một số thứ giúp các bạn tìm hiểu điều khiển các cái nút ở trên này. Với các bạn thì kiểu dáng trông nó rất là giống loa di động của Sony JBL thôi. Như mình vừa nói xong, trông khá là vui vẻ đúng không nào? Nhưng lại không được đặt nằm. Đấy. Không nằm, thực ra đây các bạn cố thì vẫn đặt nằm được như này. Nhưng mà sinh ra, đấy, không phải để đặt nằm mà được đứng như vậy, giống một cái bình đựng nước. Bên ngoài của loa này được phủ một cái số sợi kiểu vải hay sợi tổng hợp gì đấy, khá là chắc chắn và cầm khá là thích tay. Giống như rất nhiều các cái hãng khác này, thiết kế loa của họ bằng cái chất liệu này. Ở bên trên, cái phần nắp chai này, chúng ta sẽ có một cụm nút điều khiển được làm bằng chất liệu kiểu dạng silicone cao su, khá là mềm và bấm cực kỳ thích. Thấy khó nhất đó là cái này, nó chính là cái vòng xoay để tăng giảm âm lượng, rất trực quan và rất là hay ho. Một điểm lưu ý là cái vòng xoay này không ảnh hưởng đến điều khiển âm thanh ở trên smartphone các bạn. Ví dụ trên smartphone bạn có để mắc mà bạn có thể bạn nhỏ hết cỡ ở đây, nó sẽ không ảnh hưởng trên smartphone cả. Hai cái điều khiển âm lượng riêng biệt. Ở trên phần điều khiển này chúng ta có một dải đèn LED, như mình đã nói là cái vòng này thì chúng ta sẽ hiển thị được hai màu hay là ba màu. Thêm biết là bây giờ là có 3 màu. Chúng ta sẽ có màu xanh nhấp nháy khi bạn bật lên và chờ đợi kết nối Bluetooth, nó sẽ nhấp nháy màu xanh lam như vậy. Khi các bạn đã kết nối rồi và dùng cái vòng này để điều khiển âm lượng, nếu các bạn vặn hết mắc âm lượng hoặc là nhỏ nhất thì nó sẽ nhấp nháy đỏ. Đại khái là hết cỡ rồi, ông đừng có vặn nữa. Và khi các bạn bấm vào nút nguồn để chuyển sang chế độ AUX, tức là chế độ cắm cáp, thì nó sẽ có đèn LED màu xanh lá cây để hiển thị rõ ràng chúng ta đang sử dụng chế độ nào của loa, rất là hay. Và ở dưới chúng ta có chân đế để dựng lên như vậy, và các góc có chân cao su. Cái loa này thì mình không biết là chống nước chỉ số IP bao nhiêu, nhưng mà tất cả mọi cái chỗ đều được đậy rất là kín, và ngay cả cổng này cũng vậy, được đậy rất là cẩn thận ở bên trong. Phía trong chiếc loa này chúng ta sẽ có hai driver với công suất là 12.5W trên một driver, tức là tổng cộng công suất của loa này là 25W. Âm thanh sẽ được hướng sang hai bên đối xứng và được đặt so lay nhau. Bên trái được đặt phía dưới và bên phải đặt phía trên. Thiết kế như vậy giúp loa có âm thanh kiểu dạng 360 độ để có thể đặt được bất kỳ vị trí nào mà bạn vẫn có thể nghe được âm thanh một cách tốt nhất. Bổ sung thêm công lực cho hai cái loa đó là chúng ta có hai cái loa bass thụ động nằm bên trong này. Ấn cái này khá là sướng. Khi các bạn nâng đế cái loa lên sẽ nhìn thấy cái logo John Smart đây. Và đây là cái màng loa bass tự động. Thiết kế kiểu này có một điểm yếu là khi các bạn mở nhạc ở cái âm lượng lớn, và nhất là những cái bài nào nhiều bass, thì loa nó sẽ bị rung khá nhiều, nó như kiểu này, cái bị say ấy, rung khá là nhiều. Thực ra thì chất âm không bị ảnh hưởng, nhưng mà cái việc loa nó rung nó tạo ra cái âm thanh và lắc lư như vậy nó khá là khó chịu, làm trải nghiệm nó giảm đi một chút. Thế nên là các bạn lưu ý, nghe cái loa này thì bật to quá, đặt nằm dạng cũng được. Ngoài ra về dung lượng pin của loa này, chúng ta sẽ có hai cục pin 2600mAh nằm ở bên trong. Thì tổng cái dung lượng pin sẽ khoảng tầm 5200, mà theo như nhà sản xuất là có thể cho thời gian chơi nhạc liên tiếp từ 10 lên đến 15 tiếng liên tục, tùy âm lượng các bạn sử dụng. Rất là ấn tượng đúng không nào? So với giá thành khoảng tầm loanh quanh 1 triệu đồng, thì chất âm của chiếc John Smart Element T6 này là rất tốt. Hai màng loa bass thụ động phát huy tối đa khả năng của nó, cực kỳ ổn. Nhưng mà cái giải bass nó xuống sâu, công nhận sâu thật, nghe uy lực, nhưng mà mình cảm giác nó hơi bị thiếu chi tiết. Và có lẽ rằng đó sẽ là cái nhược điểm chung của các cái loa mà sử dụng bass tự động. Tuy nhiều lúc nó khá lấn át hai cái giải còn lại, ví dụ giải mid, giải treble khá kiểu bị bịt mồm lại, nhất là các cái bài thiên bass và chơi ở mức âm lượng lớn. Nhưng như vậy lại rất dễ nghe đối với nhiều đối tượng khác nhau, nhất là các bạn thích nghe nhạc pop hay nhạc EDM. Mặc dù không trội như giải bass, nhưng giải âm chung, tức là giải mid, và giải high hay gọi là giải cao thì nó khá là trong trẻo và rõ ràng.
Mình mong rằng là họ làm thế nào đó cho cái giải trap và giải mid nó rõ hơn một chút nữa, thì nó sẽ cân bằng và nghe dễ chịu rất là nhiều. Và tiếp theo thì mình cho các bạn nghe thử một số cái đoạn nhạc mình đã sử dụng để test âm thanh của cái loa này. Và cái kết luận của mình sau khi trải nghiệm loa này như sau. Thứ nhất, chúng ta có thiết kế 360 độ. Các bạn có âm thanh tốt, bass khỏe và ngon, công suất lớn, âm lượng rất lớn luôn. Và chúng ta có thời lượng pin trâu và cái mức giá khá ổn, chỉ liên quanh hơn 1 triệu đồng. Thì đây là chiếc loa Transmart Element T6. Nếu các bạn cảm thấy thích cái loa này thì mình sẽ để link mua hàng của Lazada, Tiki các thể loại dưới phần mô tả video nếu anh em có nhu cầu. Và nếu thấy video thú vị, nhớ để lại một like và bấm subscribe bên dưới. Và các bạn muốn xem thêm video nào về các sản phẩm nào, mời gợi ý bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.